Dạ, rồi em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là phiên sáng của ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021 nha cả nhà nha. Thì hôm nay trên lan rừng của Phú Thái của em cũng vừa về một số ít mặt hàng lan rừng nha cả nhà nha. Thì hôm nay về hàng cũng rất là nhiều, nói chung là rất là nhiều hình. Thì em về có kiều tím này cả nhà, kiều tím miền Trung nha cả nhà nha, kiều thì rất là đẹp à. Rồi hôm nay về lại hòn thảo sắn nha cả nhà nha, hòn thảo sắn. Rồi quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Rồi hôm nay về cái lan mới nè, đại bạch hạt nha cả nhà nha. Hôm nay về đại bạch hạt, rồi cẩm báo, có cả cáo nữa nha cả nhà nha. Rồi vảy rồng, rồi hủ ít nữa. Rau rồng nha, rau rồng thì hôm nay có cái về rất là to cả nhà, rất là đẹp, một nguyên một bản, rất là bự luôn. Rồi thì bây giờ em đi nhanh tình hình cho cả nhà mình khỏi chờ đây lâu nha. Thì đầu tiên là em vô cái mặt hàng của bên em là đây là sâm bố chín nha cả nhà nha. Thì sâm bố chín này thì em bán với giá là 150k một ký nha, bao ship nha. Thì cả nhà mình lấy mấy ký thì cứ alo cho em nha. Nói chung là sâm bố chín là 150k một ký nha. Đó, rồi bây giờ em đi nhanh lên từng hình này. Đầu tiên là hình số 1 thì có hai loại, thứ nhất là lọng dày này cả nhà này, em nguyên một đống lọng dày nha. Đó, nguyên đống lọng dày. Rồi thứ hai nguyên một đống ha, thập hoa nha cả nhà nha, hoàn thảo thập hoa nha. Đó, nguyên một đống như thế này rất là nhiều về. Rồi một đống lọng dày như thế này nữa. Rồi hình số 1 này, hai loại này để giá 120 bao ship nha, hình số 1 nha. Rồi qua hình số 2 thì có ký phi điệp vàng này cả nhà này. Hôm nay còn ký phi điệp vàng này cả nhà này, em để giá 180 bao ship nha, một phi điệp vàng nha cả nhà nha, hình số 2 nha. Rồi qua hình số 3 thì vanda này cả nhà này, nguyên một đống vanda như thế này. Đó, nguyên một đống rất là nhiều cây, nguyên một đống như thế này vanda nha, 120 bao ship nha, hình số 3 nha cả nhà nha. Rồi hình số 4, do hôm nay nó rất nhiều hình em đi cũng có nhanh cho cả nhà mình thôi nha. Hình số 4 thì em có đây này, cũng hai loại nha. Đây là kiếm bọc đô nha cả nhà nha, cũng có một dề này. Đó, một dề kiếm bọc đô như thế này. Rồi đây có hai dề kiếm bạch ngọc nha cả nhà nha. Đó, hai dề như thế này với lại một dề bọc đô nha, hai loại nha, hai loại kiếm combo, hai loại giá 160 bao ship nha, hình số 4 nha cả nhà nha. Rồi qua số 5 thì có rau rồng nữa, hôm nay về lại rau rồng nha. Đây nguyên về rất là đẹp nha cả nhà này, về này nặng gần một tí rồi. Đó, thì về này thì em cũng để giá 100k bao ship nha, hình số 5 nè, có một về một thì về này cũng khá đẹp nha. Rồi qua số 6 thì cũng rau rồng này, nói chung hình này nguyên này, một bụi này, hai này, ba này, bốn này, năm, sáu bụi như thế này, sáu bụi rau rồng như thế này nha, để giá 120 bao ship nha, hình số 6 nha. Qua số 7 cũng giá 120 bao ship nha cả nhà nha. Đó, 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 nha. Hình này thì 8 bụi nha. Rau rồng thì cả nhà mình về làm kiếm cũng rất là đẹp nha, kéo lên để thòng xuống thì nhìn rất là đẹp nha cả nhà nha. Hình số 7 này cũng giá 120 bao ship nha. Rồi bắt đầu qua hình số 8. Hình số 8 thì có một bản rau rồng rất là khủng, bản này 5 kg luôn cả nha. Đó, lột dính gỗ này cả nhà. Bản này nó to khủng khiếp luôn. Đó, rau thì phủ phê cho cả nhà luôn, mua một cái bán này cả nhà mình giờ ốp vô một miếng nào đấy, nó thòng xuống thì bao đẹp cho cả nhà luôn, mầm con đang lên quá trời luôn cả nhà này. Đó, những cái rau con lên này, lên chi chít luôn cái trong này này, vui một bán này 5kg nha cả nhà nha, 5kg bán này là đúng 5kg luôn. Thì em để giá 600 bao ship nha, hình số 8 nha, vui một bán rau rồng khủng khiếp như thế, cả nhà mình ngoài người to kinh khủng luôn. Vui một cái bảng 5kg giá 680 bao ship, hình số 8 nha. Rồi qua hình số 9 thì đây có nguyên một bụi này, quán này dạng như nó muốn nguyên bản luôn nha, khúc nó cứ ngắt này luôn. Nó có dính một cây lan gì đây, thạch học hay là cái gì đây em cũng chả biết, nói chung là mọc đây nhiều lắm, thạch học hay là gì đó. Đó, cái gì bán này thì nằm tầm có 2,5kg đến 3kg nha cả nhà nha. Nguyên một bảng rau rồng như thế, bản này thì tầm có 2kg, hơn 2kg, 2,5kg đó. Thì nói chung cái gốc nó bự lắm, nó nặng lắm, bụi nhá.
giá 250 bao ship nha, hình cho chính nha. Râu rồng nha, cái này râu rồng nha cả nhà, cái này về cả nhà mình kéo kiếm rất đẹp nha. Anh chị cô chú chị nào mà có quán cà phê á, kéo lên thì nó thòng xuống rất đẹp. Đó là hình cho chính nha cả nhà nha, 250 bao ship. Quan số 10 thì em có 7 đồng này. Vừa hình này một về để giá 130 bao ship nè, như một về một nè. Đó. Bảy đồng thì rất đẹp, cũ rất là to nha cả nhà, lá rất là dài nha. Đó. Lá này, lá rất là dài. Rồi, cái bán bảy đồng này thì em để giá 130 bao ship hình số 10 nha. Hình 11 cũng vậy nha cả nhà nha, cũng một bán bảy đồng, cũng 130 bao ship nha. Một bán một. Đó. Bảy đồng rất là đẹp nha cả nhà nha, thân to lá bự nha cả nhà nha. Giá 130 bao ship hình số 11 nha. Và hình số 12 cũng vậy nha, hình số 12 thì nó có hai bán nhưng mà rất là đẹp nha. Bán lá xanh mực luôn, lá dài gần cả gan luôn cả nhà. Dài tầm khoảng 15 phân, hơn 15 phân. Cái bán lá của nó rất là bự nha. Hai dê này để giá 130 ship nha. Hai dê thân lá rất đẹp nha, hình số 12 nha. 7 đồng nha cả nhà. Qua hình số 13 thì này có 3 dê này, cũng 7 đồng nha. Đó, lá thì rất là đẹp, rất là to luôn, cũng rất là to. 3 dê này để giá 123 ship nha, hình số 13 nha. Luôn đóng á. Rồi bắt đầu qua số 14 thì có cáo này cả nhà này. Đó, hai cây cáo. Một cây mẹ con này. Nói chung hai cái cây này nó dính với nhau cái rễ đó nha cả nhà. Cáo xếp về rất là đẹp nha cả nhà này. Đó, hai cây rất là đẹp luôn. Rất là to nha, hai cây này gần cả ký rồi. Đó, rất là to, rất là đẹp. Xếp về cái này mẹ con nha cả nhà nha. Cáo rất là to, hai cây rất là to. Giá 230 chiếc hình số 14 nha. Cáo nha cả nhà nha. Rồi qua hình số 15 cũng cáo nha cả nhà nha. Hình này gồm có 3 cây. 3 cây rất là to. 3 cây này cũng gần cả ký luôn. Đó, 3 cây cáo như thế này. Giá 180 bạc ship nha, hình số 15 nha. Qua hình số 16 cũng vậy nha cả nhà nha, cũng 3 cây. Cũng 180 nha. Cây rất là to cả nhà. Cây to lắm. 3 cây này cũng gần 1 ký luôn. Giá 180 bao ship hình số 16 nha cả nhà nha. Cáo nha cả nhà nha. Qua hình số 17. Hình số 17 cũng 3 cây nha. 3 cây to giá 180 bao ship nha. Đây này. Những cây to như thế này nữa. Đó, 1 2 3 cây. Đó, 3 cây như thế. 3 cây cáo này giá cũng 180 bao ship nha, hình số 17 nha. Qua hình số 18 thì hình này có 4 cây. 4 cây thì giá cũng 180 bao ship nha. Hình số 18 nha. Cây rất to cả nhà, quay gì rất là to, rất là dài. Bốn cây này tầm chắc cỡ ký rồi, giá thì để chi 180k thôi, bao ship nữa nha cả nhà nha. Hình số 18 nha. Rồi qua hình số 19 thì cảm báo nha cả nhà nha. Thì hôm nay có cáo cảm báo đầy đủ nha. Này, một cây cảm báo rất là to này, mẹ con này. Đó, cả nhà coi cái cây rất là bự. Có một số lá vận chuyển từ rừng thì nó bị dập xước nha cả nhà nha. Đó, đây cây nó hai cây. Nói chung nó đang nụ thì chắc hư rồi cả nhà. Vận chuyển nó tới đây cả nhà là hư, vận chuyển ra nó dập hết rồi. Hai cây bao to như thế này. Hai cầm bán như này. Cũng hai cây này cũng gần cả ký cả nhà. Hai cây này em để giá 160 nha, rất là to nha. Cẩm báo nha cả nhà nha. Hai cây này giá 160 bao ship hình số 19 nha. Hai cây đó không. Rồi, qua hình số 20. Hình số 20 thì hai cây này cũng khủng khiếp hơn nữa. Đó. Một cây mẹ con này, một mẹ hai con dưới này. Cây đó nụ đang nụ cả nhà. Một cây này. Bằng lá rất là to. Cây rất là bự nha cả nhà nha. Đó, cây đó. Rồi, đây cây nữa, hai cây này. Hai cây như thế này. Giá 230 ship nha. Hình số 20 nha, hai cây cầm báo này, hai cây chắc một ký luôn. Rất là bự. Rồi hai cây đây. Hình số 20 là 200k bao ship nha. Qua hình số 21. Hình số 21 thì này có 3 cây em để giá 120 bao ship này. Đó. Một cây này. Cây khá là to nha cả nhà nha, hai cây này. Rồi 3 cây. Nói chung mình 3 cây. 3 cây như thế này. Giá 123 ship thôi nha. Hình số 21 nha. Qua wow, năm 2 cũng 123 ship nha, cũng 3 cây nha cả nhà nha. Đó. 3 cây như thế.
giá 120 bao ship hình số 22. Qua hình số 23 cũng 3 cây cũng 123 ship nha cả nhà nha. Đó, 2 cây 3 cây như thế. Đó, cây rất là to nha cả nhà nha. Hình số 23 123 ship nha. Hình số 24 cũng 123 ship cũng 3 cây luôn nha cả nhà nha, cũng cảm báo luôn nha. Đang rồi họ là cả nhà này. Rồi này một. Hình này có 4 cây nha cả nhà nha. Hình này cây ấy hơn nhưng mà hình này có 4 cây. 4 cây này giá 123 ship nha, cảm báo nha cả nhà nha. Hình số 24 nha. 4 cây. 4 cây khá là đều nha. Đó. Hình số 24. Qua hình số 25 thì hình này có 2 cây rất là to là cả nhà. Hình chỗ này hai cây này để giá 183 ship nha. Hình số 25 nha, cây này, bộ cây lên hai giờ ho mà giờ ho nó hư rồi cả nhà. Thì mặt ho nó nữa. Mặt ho cảm báo rất là đẹp nha cả nhà nha. Hai cây như thế này. Rất là to. Cái lá này vận chuyển nó bị dập nha cả nhà nha. Đó. Hai cây to như thế này giá 183 ship hình số 25 nha, cảm báo nha. Rồi bắt đầu qua 26. Hình 26 hôm nay về đại bạch hạc này cả nhà này. Nguyên một phần như thế này, rất là nhiều nha, rất là nhiều về. Trong cái đại bạch hạc thì cái thân nó ngắn thôi cả nhà. Nó ở từ rừng thì thân nó rất là ngắn, nó tầm từ 15 đến 20 cân thôi. Đó, nguyên một đống như thế này. Còn cái hoa đại bạch hạc thì rất là to nha cả nhà, rất là đẹp nha. Mùi thơm cũng rất là thơm nha cả nhà nha. Đó, đây là hoa đại bạch hạc này. Đó, bị dập tàn đó cả nhà. Đó, nguyên một phần như thế này, một đống như thế này. Giá chỉ có 101 thôi, bao ship nha. Thì hôm nay em có rất là nhiều phần. Đại bạch hạc cả nhà nha. Cứ một phần là 101 em bao ship. Cả nhà mình cứ lấy mấy phần thì alo cho nha. Đại bạch hạc thì hôm nay em về rất là nhiều nha. Đó là hình số 26 nha cả nhà nha. 26. 101 em bao ship nha. Hình 26 em có rất là nhiều phần rồi. Cứ nhà cứ lấy mấy phần cứ alo nha. Rồi bắt đầu qua hình 27 thì buổi trắng tháng 8 cả nhà này. Bắt đầu thì hình 7 tôi với đất tắc, hình này em để chắc 180 bao ship nha. Còn có một cây này. Đó. Hai cây này. Ba cây này. Chẳng thấy công ghép đuối nha cả nhà nha. Bốn cây này. Rồi năm cây. Thế này thấy công ghép đuối nha, hàng lá xếp nha cả nhà nha. Đó, năm cây như thế này. Giá chỉ 180 bao ship với trắng tháng 8 mà dòng với xếp nha cả nhà nha. Hình số 27 nha, 183 chip 5 cây. Rất là đẹp nha. Rồi qua hình 28 thì có nguyên một đống luôn cả nhà này. 233 chip nha. Rất là nhiều cây. Một cây này với xếp nha cả nhà. Hai cây. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 cây nha cả nhà nha, 22 cây nha. Cây tầm cây trung cây to cây vừa nha cả nhà nha. Đó, nguyên một đống như thế này giá chỉ 230 bao ship nha. Hình số 28 nha. Cuối trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Nguyên một đống như thế này. Cũng gần cả ký rồi cả nhà. Rồi bắt đầu qua hình 29. Hình 29 thì hình này cũng để giá 230 bao ship nha. Hàng Huế xếp lục địch nha. Cây thẳng nha cả nhà nha. 230 bao ship hình 29 nha, một cây này. Hai cây này. Nó bé gì mà xếp lục bắt điểm nha cả nhà nha. Ba cây cây này hai lỗi hai lá dưới cả nhà nha. Rồi bốn cây này. Năm cây này. Sáu cây này, cây này rất là to nha cả nhà nha. Sáu cây. Bảy cây này xếp trục được rất là đẹp cả nhà này. Đó. Rồi tám cây. Tám cây như thế này. Ba cây to như thế này. Rồi năm cây nhỏ, năm cây vừa trung trung như thế này nha. Đó. Giá 233 ship nha, hình số 29 nha. Ba cây này cả nhà mình vô chậu thẳng rất là đẹp nè. Năm cái này cả nhà mình ghép vô một chậu nữa. Là thành hai chậu với tháng 8 rất là đẹp. Giá 230 ship hình số 29 nha. Qua hình số 30. Hình số 30 thì có những cái đống này luôn, bán giá 180 ship nha. Nó rất là nhiều cây. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cây nha các nhà nha, 15 cây như thế này. Rất là nhiều, một đống như thế này. Quế trang tháng 8 giá 183 ship nha, hình số 30 nha. Rất là nhiều, cả nhà mình bỏ 180k ra. Giờ ghép một quy một cái trụ quế trang tháng 8 rất là nhiều. Hình số 30 nha, 183 ship nha. Hình số 31 thì anh em để giá 203 ship này. Cây to nha, cây dài nha cả nhà nha. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Cây rất là dài nha. Rồi 4 cây. Cây này mẹ con là mẹ gọn mẹ bị lỗi nha cả nhà nha. Nhưng mà có một con đây. Sau này nó nắp nước trong mắt ra nha. Cây rất là dài nha cả nhà nha. Chứ có một số lá này nó bị dập trước nha. Vận chiếu mà cả nhà. Đó, nó phải dập gì thôi. Đó, 4 cây rồi, 5 cây. Cây này mẹ con rất là dài nè. Đó, ổ cây này không cũng khá là nhiều tiền rồi cả nhà. Đó, 5 cây như thế này, một đống như thế này. Chắc được 1 ký nha, gần được 1 ký. Giá 203 ship nha, hình số 31 nha. Một đống của trắng tháng 8 vậy. Rồi bắt đầu qua số 32 thì có hòn thảo sắn nha cả nhà nha. Hôm nay về lại hòn thảo sắn nha. Hòn thảo sắn thì mặt hoa nó cực kỳ đẹp, đẹp. Hoa rất là bền nha cả nhà nha. Hoa có hòn thảo sắn là rất là to. Nói chung là cái hàng hòn thảo sắn này thì cả nhà mình chưa biết, mà hoa có thể gõ lên YouTube hoặc là Google á, nó sẽ hiển thị cái mặt hoa ra cho các nhà mình xem nha. Tại điện thoại em quay giờ không có thể nào cho cả nhà mình xem được, tại nên cái hình nằm trong cái điện thoại này rồi. Đó, rồi mới 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, quy một phần như thế này nha. Có cái cũng đang có nụ nữa nha. Nói chung mà quy một phần như thế này. Quy một đống như thế này. Giá 160k bao ship nha, hồng thảo sắn nha cả nhà nha. Hình số 32. Đó, một đống vậy. 160 bao ship. Hình số 33 cũng vậy nha, cũng 160 nha cả nhà nha. Hình này thì có 5 giờ. Cũng 5 giờ vậy đó. Đó, thì nói chung em phân cũng đều hết rồi. Đó, một đống như thế này giá 163 ship nha, hình số 32 nha. Và nói trước cái hồng thảo sắn này khi mà cái lá nó còn xanh thì cho cái khi mà đóng tới tay cả nhà mình có một số lá nó sẽ vàng nha cả nhà nha. Nên cả nhà mình nhận hàng thấy vàng lá thì cũng hết sức thông cảm nha cả nhà nha. Cái dòng này nó là vậy nha cả nhà nha. Đó. Rồi, hình số 32 cũng 163 ship. 33 cũng vậy nha cả nhà nha. Ủa, đây hình số 34 nha. Đây hình 33 nha cả nhà nha, 31 3. 32 33 là hồng thảo sắn nha. Bắt đầu từ hình 32 là hồng thảo sắn. 33 giờ qua 34 nè, cũng 160k bao ship nha. Thì này gồm có 4 về nha cả nhà nha. Đó, nói chung là một đống như thế này. Giá chỉ cũng 160 bao ship nha. Nói chung là phân đều hình nào. Hình số 34 nha, hồng thảo sắn nha. Hình số 35 cũng 160 bao ship nha. Hình này cũng 4 về nha cả nhà nha. Đó, có những về rất là đẹp nha. 4 về như thế này. Giá cũng 163 ship, hình số 35 nha. Qua hình số 36 thì hình này có 5 về nha cả nhà nha. Đó, 5 về như thế thì giá cũng 163 ship. Hình số 36 nha. Rồi qua hình số 37 thì hình này có 2 về này, rất là đẹp nè. 2 về rất là đẹp. Giá 183 ship nha, hình số 37 nha. Cũng hồng thảo sắn nha cả nhà nha. Đó. 2 về rất đẹp nha. Qua hình số 38 hình này cũng 2 về. Như hai giờ này để giá 163 ship nha. Đó, cũng hai giờ hồng thảo sắn như thế này. Hình số 38 nha cả nhà nha. Đó. Rồi qua hình số 39, hình này có một giờ một này cả nhà này. Đó, một giờ như thế này. Giá để giá 150 ship hình số 39 nha, một giờ. Rồi. Qua hình số 40. 40 thì hình này có 3 giờ, hình này 3 giờ. Có giờ rất là to. Đó, nói chung 3 giờ. 4 giờ, 4 giờ. 4 giờ như thế này. Đó. 4 giờ rất là nhiều này. Giá 173 ship nha, hình số 40 nha. Cũng hoàn toàn sáng luôn nha cả nhà nha. Rồi, bắt đầu qua 41. 41 thì có nguyên một đống đây. Nói chung là đây, đống đây có mớ hàng nhỏ nhỏ giống giống đây. Rất là nhiều về nè. Rồi đó, một đống đó, rồi một mớ hàng dụng dụng đây. Một đống như thế này luôn. Rất là nhiều nha. Đó. Giá để giá 163 ship nha, hình số 41 nha. Một vàng hàng như thế này nha cả nhà nha. 163 ship hình 41. Bắt đầu hình 42 để đi là kiều tím miền Trung nha cả nhà nha. Kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng nha cả nhà nha. Nói chung cái kiều tím miền Trung
là cái mặt hoa nó là không phải là như cả nhà mình nghĩ, là cái mặt hoa nó tím đậm như trên những hình ảnh trên video đâu nha cả nhà nha, không phải nha. Cái những cái mặt hoa tím đậm thường là ở vùng ngoài Bắc, kiều tím vùng Yên Bái nha cả nhà nha, vùng Yên Bái đặc biệt là vùng Yên Tử là cái mặt hoa nó như nó mới tím như thế đâu. Còn ở kiều tím miền Trung, ở vùng miền Trung thì may lắm rồi cả nhà mình sổ ra được cái mặt hoa nó hơi tím đẹp theo thôi, còn nói với cái hoa mặt hoa mà đậm như cái vùng ở ngoài Bắc thì tuyệt đối không có nha cả nhà nha. Đó thì em cũng nói trước cho cả nhà mình mua kiều này lên cũng nên tìm hiểu thêm về cái vấn đề mà kiều Bắc chứ là kiều miền Trung nha. Kiều miền Trung thì người ta hay gọi là kiều hồng, cũng có khả năng nó sổ ra mặt hoa tím đậm đẹp nha, tùy theo ở cây nha cả nhà nha. Đó thì em cũng nói trước chứ không phải là cả nhà mình mua kiều nói kiều tím về là sổ bắt buộc phải tím, là nói chung là khả năng không có nha cả nhà nha, nó không có cao, cũng có tím, khả năng tím đậm đẹp thì cũng có khả năng nhưng mà khó khăn lắm cả nhà. Đó thì em cũng nói trước nên cả nhà mình trước khi mà mua kiều nên cũng nên tìm hiểu thêm nha. Đó thì em cũng nói như vậy. Riêng cái kiều tím ở vùng Yên Bái thì người ta họ không có bán về hay bán ký như thế này đâu cả nhà, họ bán từng thân như thế này này, một thân thì ít nhất là thân lá như thế ít nhất là 150, từ 130 đến 150 một thân. Đó thì em muốn nói trước thành thử cái kiều cái vùng đó bắt đầu từ Thanh Hóa trở ra là cái kiều nó đã có giá trị rồi, kiều tím nó đã có giá trị rồi. Ngay cả kiều tím Thanh Hóa thì cái giá trị của nó giờ cũng ít nhất là cũng 100.000 một thân như thế này rồi cả nhà. Đó là em nói cho cả nhà mình tìm hiểu thêm nha, chứ không cả nhà mình nói bán kiều tím mà sao sổ ra cái hộp bạc hoa nó không tím là điện thoại nói là không đúng, là không phải nha cả nhà nha. Đây em bán là bán kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Nói chung cái kiều tím này thì bắt đầu từ vùng Quảng Bình trở vô lên các tỉnh Tây Nguyên là nó có kiều này nha cả nhà nha. Đó chứ còn cái kiều tím đậm kia thì nó thuộc vùng ngoài Bắc nha cả nhà nha. Đó thì em cũng xin nha nói trước về vấn đề kiều nha cả nhà nha. Đó rồi thì bây giờ cái về kiều này hình số 42 150 3 ship một về nha. Kiều bên em bây giờ cả nhà nhìn này, toàn bộ là thân lá nha, không có thân trụi nha. Đó thì em nói trước thân có lá nha, thử cái kiều bên em nó cắt tỉa gọn gàng, cái giá em đưa ra thì cũng hợp lý thôi, cũng không có cao gì đâu. Đó hình số 42 giá 150 3 ship một về. Hình số 43 là 170 3 ship nha, gồm có 3 về này, 3 giờ thân rất là đều đó thẳng nha. Em sắp thêm kiều thì nó vô nó đều cho cả nhà mình về vô cái chậu cho nó dễ. Đó 3 giờ như thế này, đó bản lá này đã biết tròn rất là đẹp nha. Đó 3 giờ toàn bộ là những thân có lá hết nha cả nhà nha. Thì hình số 43 170 3 ship nha. Qua hình số 44, hình này thì nói chung là không được đẹp, được 5 giờ này em phân lại như thế này 5 về. Đó nói chung là cũng còn toàn thân lá không như thế này nha. Đó thì nói chung được 5 về hình không được đẹp thì em để giá chứ 150 thôi, em bao ship nha. Đậu 5 về này thì cũng rất là nặng ký rồi cả nhà. Rồi qua hình số 45, hình này em để giá 160 bao ship này, gồm có 3 gì 4 về nè, 4 về đó phân thì lá rất là nhiều. Em quay thì cả nhà mình nhìn biết rồi, cả nhà nhìn thấy lá không chứ không có thân trụi thân dài nha, và em phân nó cái thân nó đều nhau cho cả nhà mình dễ trồng chậu nha. Kiều này gồm 30 phân nha cả nhà nha, từ gốc tới ngọn nha là 30 phân, 160 3 ship hình số 45. Hình số 46 thì hình này 1 2 3 4 5 về nha, thân lùng nha, hình này thì từ 20 đến 25 phân. Đó thì em quay cái kiều này, em dạch cho cả nhà mình xem những cái dây kiều này rất đẹp, tuy rằng lùng em rất đẹp nha cả nhà nha. Đó rồi hình này 5 về giá chỉ có 150 thôi, bao ship hình số 46 nha, một đống như thế luôn. Kiều em là cắt tỉa gọn gàng mà bán cái giá này cũng quá là rẻ rồi cả nhà. Rồi hình số 47, hình này để giá 160 bao ship này, một về này thân này nó hơn mảnh hơn nha cả nhà nha, về này thân lá không mảnh hơn, lá nói chung là đó. Hình này có 4 về nha, 4 về về nữa. Những về toàn bộ là thân lá không nha cả nhà. Đó 4 về như thế này, đó ở nhà em quay giờ thấy toàn là lá không ha. Giá 160 bao ship hình số 47 nha. Cái kiều này thì cái về này mấy cái về này thân nó nhỏ hơn nha cả nhà, nó mảnh hơn. Rồi hình số 48 cũng 160 bao ship nha,
Hôm nay cũng có 4 về 5 về nha, kiều lùng nha. Đó, tầm cỡ 20 đến 25 phân. 5 về như thế này. Phân này thì nó mập hơn tí nha cả nhà nha. Giá cũng chỉ 163 ship tàu hình số 48, một đống như thế này luôn. Qua hình số 49. Hình này thì có 2 về. 2 về như thế này. Đó, 2 về. Bạn có coi bạn có mic tròn ốc thi này cả nhà. Đẹp chưa? 2 về như thế này, 2 về đó. 2 về này em để giá 200k 3 ship nha, 220 chứ, em xin lỗi. Hình số 49 220, 2 về rất là to nha. Đó. 223 ship 2 về này. Về cả nhà mình ốp vô một chậu. Vận chuyển từ rừng thì có một số lá nó bị ấy nhiều cả nhà nha. Còn số lá thì bị sâu ăn rừng nha cả nhà nha. Đó, hình số 49 này em để giá 223 ship nha, 2 về rất là to, rất đẹp nha. Đó. Hình số 50. Hình số 50 thì em để giá 200k bao ship nha. Hình này gồm 3 về này. Cả nhà thấy 3 về sắp đều rất đều nha. Thân lá rất là nhiều nha. Lá rất là to này. Bạn lá rất là đẹp nha. 3 về này. Thân rất là đều nha. Một về này thì em quay cầm lên quay cho cả nhà mình xem. Toàn bộ là thân lá hết nha cả nhà nha. Thân có lá hết. Đây nè, về này cũng thân lá hết này cả nhà này. Rồi đây một về nữa. 3 về như thế này. Chiều cao tầm từ 30 đến 35 phân. Ba cái về chiều này giá 230 ship nha, hình số 50 nha. Rất là đẹp nha. Ở nhà mình vô một chậu này rất là to. Đó. Chiều bằng lá rất là đẹp nha. Hình số 50 nha. Hình số 51 này cũng để giá 230 ship nha, có 2 về. 2 về rất là đẹp nha. Tuy rằng nó lưng ngắn nhưng mà tầm chiều cao từ 25 đến 30 phân nha. Một về này. Còn bộ thân lá cũng này. Đó. Bản lá thì xanh đậm luôn nha. Bóng bẩy luôn nha cả nhà. Đây có một về nữa. Cũng toàn bộ thân lá hai về này. Rất đều. Cả nhà mà vô một chậu như thế này. Giá 233 ship, hình số 51 nha. Hai về kiểu tím miền Trung á. Qua hình số 52 có một về duy nhất. Rất là đẹp thân từ 25 đến 30 phân. Toàn bộ là thân lá không. Không có thân già nha cả nhà nha. Đó. Một về một nha cả nhà nha. Giờ này em để giá 223 ship nha, hình số 52 nha. Như một giờ kiểu tím miền Trung rất là đẹp ạ. Rồi, hình số 52 223 ship nha. Qua hình số 53 và 54 có hai phần kiểu giống nha cả nhà nha. Mỗi phần là 170k bao ship nha, kiều nói chung kiều. Đó, rất là nhiều về. Vui một đống như thế này. Cả nhà mình vừa tha hồ mà ghép lấy giống luôn. Đó. Bên này 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13 về nha. 13 về như thế này, kiều tím miền Trung nha. Hình số 53 173 ship nha. Qua hình số 54 cũng 170 nha, cũng một đống như thế này nha. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 giờ. Nói chung cái đống này nó nhiều giờ hơn, tại giờ nó nhỏ hơn. Đó là cũng 173 ship nha, hình số 54 nha. Thì hôm nay là clip cũng hơi dài, cả nhà mình cũng cố gắng xem hết clip giúp em nha. Thì em có hôm nay có tổng cộng 54 rồi. Thì cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để trên tiêu đề cả nhà. Rồi đây là phiên sáng nha cả nhà nha. Còn chiều nay khả năng em sẽ lên một phiên chiều nữa, tại hàng của em còn trong nhà rất là nhiều nha cả nhà nha. Khả năng em lên tiếp phiên chiều nữa, nên cả nhà mình sáng nay mà không lấy không được cái loại nào thì chiều là chiều lại nha cả nhà nha. Chiều thì cũng rất là nhiều hàng nha. Nói chung là thì chiều em sẽ lên clip lại. Rồi thì em xin chào tất cả mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã xem clip của em ạ. Em chào tất cả mọi người ạ.